Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao nhiều người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Donald Trump dừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới. Quyết định của Mỹ tạm dừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công luận Việt Nam. Liệu sự ủng hộ của người Việt có xuất phát từ tâm lý bài chung hay không? Nhất là khi Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới đã không làm tròn trách nhiệm và hậu thuẫn cho những thông tin sai lệch ban đầu của Trung Quốc, gây ra hậu quả đại dịch cúm Vũ Hán đã lan tràn khắp nơi trên thế giới và giết chết hàng trăm nghìn người và gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu. Ông Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới đã phạm sai lầm chết người và quá tin tưởng vào Trung Quốc. Một tuyên bố của Lầu Năm Góc hôm thứ Tư cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đã làm người dân Mỹ thất vọng. Người dân Mỹ xứng đáng nhận được hơn thế từ Tổ chức Y tế Thế giới và sẽ không có thêm nguồn tài trợ nào cho đến khi sự quản lý sai lầm, bao che và thất bại của họ có thể được điều tra. Tuyên bố cho hay như vậy. Và hầu hết người Việt đều cho rằng việc Hoa Kỳ cắt bỏ trợ cấp cho Tổ chức Y tế Thế giới là một quyết định sáng suốt. Đây là hình ảnh báo chí Việt Nam đăng tít bài Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới sẽ rút kinh nghiệm. Đã chạm vào tâm thức của người Việt lâu nay, đã ghét cay ghét đắng cụm từ này. Các vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng quen dùng từ rút kinh nghiệm để mỗi khi có những sai phạm gây ra đau khổ rất lớn cho nhân dân và thiệt hại cho đất nước. Tổ chức Y tế Thế giới là một điển hình của loại ăn cơm quốc gia thở ma cộng sản, nên Hoa Kỳ cắt bỏ trợ cấp là rất đúng. Hoan hô quyết định sáng suốt của Tổng thống Donald Trump. Đó là phát biểu của luật sư Lê Công Định đã công khai bày tỏ sự ủng hộ trên trang Facebook cá nhân với quyết định của người đứng đầu nước Mỹ như vậy. Và là người đứng ra quyên góp cứu trợ cho những người nghèo và những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng bà căm phẫn những kẻ đã để cho đại dịch lan tràn và gây ra những hậu quả khôn lường trên sinh mạng và đời sống kinh tế xã hội của người dân trên toàn thế giới. Bà nói, tôi căm phẫn nên tôi tán thành việc điều tra và nếu thật sự ông này, tức là Tổng Giám đốc Theros của Tổ chức Y tế Thế giới, phải từ chức thì là việc phải làm để làm trong sạch lại bộ máy, đảm bảo không có sự lobby kiểm soát lỗ hỗ trợ của Trung Quốc, Trung Cộng. Bà Lê Hoài Anh nói như vậy. Và tương tự, blogger Nguyễn Đình Ngọc cũng cho rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump là hoàn toàn thỏa đáng khi Tổ chức Y tế Thế giới đã không làm tròn trách nhiệm rất quan trọng của mình trong thời gian qua. Tình hình dịch chung trên toàn cầu đã thể hiện một thực tế. Hôm nay là vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới là hoàn toàn chỉnh mảng, vô trách nhiệm để cho virus này từ một địa phương là Vũ Hán của Trung Quốc lan rộng trên toàn thế giới. Ông Nguyễn Đình Ngọc đã nói như vậy với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Và bài chung là tâm lý phổ biến hiện nay của người Việt Nam và cũng như của dư luận trên quốc tế. Theo quan sát của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, tất cả những bài viết trên mạng xã hội tán thành quyết định của Tổng thống Donald Trump đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công luận Việt Nam. Có ý kiến cho rằng người Việt Nam thường dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho những quyết định, sự kiện gây bất lợi và có liên quan đến Trung Quốc. Và bản thân doanh nhân Lê Hoài Anh cũng thừa nhận, tâm lý bài chung có thể là một phần, nhưng không hoàn toàn là nguyên nhân khiến cho người Việt Nam ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ bên phải và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Theros. Bà cũng nói tiếp như sau, không ưa Trung Quốc thì lúc nào đã là không ưa rồi, vì vấn đề biển đảo và nhiều điều Trung Quốc làm ra đối với Việt Nam sau này như ô nhiễm môi trường chẳng hạn. Nhưng thực ra, đại dịch này đã ảnh hưởng rất lớn đối với Việt Nam nên càng làm cho họ ghét vì nguồn gốc của dịch bệnh là một. Thứ hai, nữa là chính vì cái không minh bạch thông tin của Trung Quốc đã làm cho dịch bệnh lan ra và gây ảnh hưởng rất sâu rộng đến đời sống xã hội. Blogger Nguyễn Đình Ngọc thì cho rằng tình trạng chống Trung Quốc đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới trong thời đại dịch này. Và sự ủng hộ của người Việt Nam, quyết định của Mỹ đối với Tổ chức Y tế Thế giới là hoàn toàn không mang tính chất thành kiến. Và ông cũng giải thích thêm như sau, tâm lý chống Trung Quốc không chỉ là riêng người Việt Nam, mà là người ta chống lại cách hành xử kém văn minh, vô trách nhiệm của Trung Quốc trên toàn thế giới, chứ không phải riêng Việt Nam. Và người dân Việt Nam cũng hòa mình trong cái chính nghĩa đó. Tổ chức Y tế Thế giới đã lâm vào thế bí sau đòn chí tử này của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện là quốc gia tài trợ lớn nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới với hơn 400 triệu đô la trong năm ngoái, chiếm khoảng 15% ngân quỹ của tổ chức này. Dưới góc độ của một cựu chuyên gia làm việc nhiều năm cho Liên Hợp Quốc, tiến sĩ Vũ Quang Việt cho rằng việc cắt giảm ngân sách của Mỹ đối với
Tổ chức Y tế Thế giới vào thời điểm này sẽ gây tác động nghiêm trọng trong hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh ở những quốc gia nghèo như châu Phi chẳng hạn. Và tiến sĩ Vũ Quang Việt cũng nói, trong một tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, với các thành viên từ các quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước như Hoa Kỳ, Trung Quốc, với tiếng nói có trọng lượng và tầm ảnh hưởng nhất định, thì việc đưa ra những quyết định quan trọng không hoàn toàn nằm ở Tổ chức Y tế Thế giới. Và đây là hình ảnh trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới viết tắt là WHO, là một cơ quan của Liên Hợp Quốc. Tổ chức này có trụ sở đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông cũng đưa ra ví dụ điển hình về trường hợp của Đài Loan, khi hiện nay đang có không ít ý kiến chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới vì đã xử lý các vấn đề của đảo quốc này theo quan điểm đây là một phần của Trung Quốc. Từ đó dẫn đến những quy định, khuyến nghị và các chính sách đối với Đài Loan tương tự như đối với Trung Quốc. Và Trung Quốc họ gây áp lực, họ là một thành viên và còn một là thành viên quan trọng của Tổ chức Y tế nữa, nên họ sử dụng ảnh hưởng của mình để gạt Đài Loan ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Tiến sĩ Vũ Quang Việt cho biết, đồng thời chia sẻ thêm kinh nghiệm cá nhân. Trước kia tôi làm ở Liên Hợp Quốc và phụ trách về vấn đề thống kê cũng vậy. Dĩ nhiên tôi luôn luôn liên hệ với Đài Loan, dù là không chính thức, để lấy thông tin từ Đài Loan cho cái nhìn chung về thống kê của thế giới. Thế nhưng Trung Quốc luôn luôn áp lực để mình không được nhận một cách chính thức và không đưa được ra số liệu một cách chính thức. Và ngay cả quốc tế và Mỹ cũng công nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc, do đó nó có những biện pháp để ngăn cản các tổ chức quốc tế làm việc và có quan hệ với Đài Loan. Cũng theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, với những vấn đề mang tính chính trị thì các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới khó lòng tránh khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông nói, bất cứ ai ngồi vào Tổ chức Y tế Thế giới làm tổng giám đốc của tổ chức cũng rất khó trong vấn đề quyết định này. Tiến sĩ Vũ Quang Việt nói thêm, thậm chí theo ông, Tổ chức Y tế Thế giới còn không có quyền quyết định nữa. Cựu chuyên gia của Liên Hợp Quốc lưu ý rằng, Mỹ và các quốc gia ở châu Âu cũng có các chuyên gia trong Tổ chức Y tế Thế giới. Vì vậy, vấn đề không nhận thức sớm và đầy đủ tầm nguy hiểm của chủng virus mới là không hoàn toàn đổ lỗi riêng cho Tổ chức Y tế Thế giới, chưa kể đến yếu tố hạn chế về tầm hiểu biết của con người, nói chung đối với loại virus mới này. Và tính đến tối 16 tháng 4, virus corona đã lây nhiễm cho hơn 2,1 triệu người và giết chết hơn 141.000 người trên toàn thế giới. Một kiến nghị kêu gọi Tổng giám đốc Tedros của Tổ chức Y tế Thế giới từ chức cũng nhận được hơn 970.000 chữ ký trong số 1 triệu chữ ký theo yêu cầu. Nhưng trang web change.org này cũng bị chặn ở Việt Nam từ khá lâu sau, có lẽ từ sau đợt kêu gọi ký tên thả doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Đây là hình ảnh trang web kêu gọi ký tên yêu cầu Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros của phải từ chức đã nhận được hơn 970.000 chữ ký, nhưng trang này đã bị chặn ở Việt Nam, không thể truy cập được. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới được nhận diện trong câu nói như sau: thế giới phải biết ơn Trung Quốc. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2020, vào lúc thế giới bắt đầu nhận ra tầm cỡ của đại dịch với mức độ sát hại kinh khủng của loại virus từ Vũ Hán, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros lại tuyên bố như sau: Trung Quốc xứng đáng được chúng ta biết ơn và trân trọng. Chuyên gia Francois về vấn đề châu Á của Viện Paris ở Paris nhận xét như sau: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thường xuyên bênh vực Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng này, chưa bao giờ có một lời nào chỉ trích Bắc Kinh. Ông ta không bao giờ đặt dấu hỏi về các con số mà Trung Quốc đưa ra và một số tuyên bố của ông ta rõ ràng không thể chấp nhận được. Và hai tác giả Bandley, giáo sư Đại học Texas San Diego và Hàn Liên Triều, phó chủ tịch tổ chức lực lượng công dân trên tờ The Hill đã nhấn mạnh, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros cũng như vị chủ tịch của Trung Quốc Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm về cách hành xử tệ hại trong đại dịch đã làm người chết như dạ này. Và ông Tedros đã nhắm mắt làm ngơ trước những gì đã diễn ra tại Vũ Hán và những nơi khác của Trung Quốc. Sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh vào hồi tháng Giêng, ông Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới còn giúp Trung Quốc khỏa lấp sự trầm trọng, mức độ lây lan và tầm cỡ của nạn dịch virus corona chủng mới này. Đây là hình ảnh Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc họp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. Ngay từ đầu, ông Tedros đã bênh vực Trung Quốc bất chấp cách xử lý vô cùng tệ hại của Bắc Kinh trước nạn dịch siêu lây nhiễm này. Trong khi số trường hợp tử vong tăng vùn vụt, Tổ chức Y tế Thế giới
phải mất nhiều tháng trời mới ra tuyên bố COVID-19 là đại dịch, cho dù các tiêu chí về lây nhiễm từ người sang người, tỷ lệ tử vong cao và đã lây lan khắp trên thế giới đều đã hội đủ. Và khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành một bước quan trọng để ngăn chặn virus Vũ Hán vượt qua biên giới Hoa Kỳ với việc cấm du hành vào ngày 31 tháng Giêng, ông Theros nói rằng cấm đoán đi du lịch các nơi và cũng như hạn chế khác là không cần thiết cho việc chấm dứt nạn dịch. Rằng điều này có thể làm tăng sự sợ hãi và kỳ thị mà không có mấy lợi ích cho sức khỏe của cộng đồng. Ông ta đã cảnh cáo như vậy và sự can thiệp và vận chuyển và thương mại có thể gây hại cho nỗ lực giải quyết khủng hoảng và khuyên các nước khác không nên theo gương Hoa Kỳ. Và thay vì tập trung vào nỗ lực chống lại đại dịch trên toàn cầu, ông Theros đã chính trị hóa cuộc khủng hoảng và giúp cho Tập Cận Bình trốn tránh trách nhiệm về một loạt những hành động sai trái trong việc giải quyết nạn dịch. Ông Tổng giám đốc sử dụng phương tiện của Tổ chức Y tế Thế giới để bênh vực cho các hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền tại Trung Quốc. Chẳng hạn, từ khi phát hiện ra ca đầu tiên vào tháng 11 cho đến khi phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán, và ngay cả đến tận bây giờ, Trung Quốc vẫn gian trá về nguồn gốc và sự lây lan của virus corona chủng mới. Những ai cố gắng tìm hiểu sự thật đều bị bắt hoặc mất tích. Những báo cáo và các bài viết của họ trên mạng bị xóa sạch. Trung Quốc thông tin không cần đầy đủ và dối gạt thế giới. Còn ông Theros cũng tham gia nỗ lực này qua việc công khai ca ngợi sự minh bạch của Bắc Kinh trong cuộc chiến chống nạn dịch lây lan. Và bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị chỉ trích nặng nề vì quyết định ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong bối cảnh đại dịch virus corona toàn cầu đang diễn ra phức tạp. Đây là hình ảnh tỷ phú Mỹ Bill Gates, một nhà tài trợ chính cho Tổ chức Y tế Thế giới, nói rằng việc này rất nguy hiểm. Ông nói, việc cắt khoản tiền tài trợ cho một Tổ chức Y tế Thế giới trong một cuộc khủng y tế toàn cầu là rất nguy hiểm. Công việc của họ đang làm là làm chậm sự lây lan của COVID-19, và nếu công việc đó bị dừng lại, thì không có tổ chức nào khác có thể thay thế họ. Thế giới cần Tổ chức Y tế Thế giới hơn bao giờ hết. Ông Bill Gates cho biết thêm trên một trang tweet đăng trên tài khoản cá nhân tối ngày 25 tháng 4 như vậy. Và bản thân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nói rằng đây không phải là lúc để cắt giảm tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, vốn vô cùng quan trọng đối với những nỗ lực của thế giới để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại cúm Vũ Hán. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson cho biết không có kế hoạch dừng tài trợ và cho biết Tổ chức Y tế Thế giới có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt các phản ứng liên quan đến sức khỏe toàn cầu. Và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas trên trang tweet cho rằng làm cho Tổ chức Y tế Thế giới vững mạnh là một trong những khoản đầu tư tốt nhất như có thể được thực hiện vào thời điểm này. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho biết đây là một bước đi sai lầm, nguy hiểm. Còn Thủ tướng Úc Scott Morrison thì nói rằng ông đồng cảm với những lời chỉ trích của ông Trump, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới cũng thực hiện rất nhiều công việc quan trọng. Và Tổng thống đã làm bất cứ điều gì cần thiết để làm chệch hướng dư luận khỏi sự thực tế là chính quyền của ông ta đã xử lý tồi tệ về khủng hoảng này. Đại diện đảng Dân Chủ Andrew Yangko đã nói như vậy. Và quyết định này hoàn toàn chính xác. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Hagen đã nói, trong số nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa chia sẻ quan điểm của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump về Tổ chức Y tế Thế giới. Và bản thân Việt Nam là một nước được thụ hưởng khá nhiều từ các chương trình hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới cho các hoạt động bảo vệ sức khỏe của người dân. Mặt khác, gần đây, ngay trong cao điểm của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, thì Mỹ cũng đã hỗ trợ trực tiếp cho Việt Nam nhiều triệu đô la để phòng chống căn bệnh lây lan nguy hiểm này đến từ Trung Quốc. Và Việt Nam, mặc dù rất khó khăn, nhưng cũng đã ủng hộ nhân dân Trung Quốc tổng giá trị khoảng 500.000 đô la để chống dịch. Nhưng ngay sau đó, thì nhà cầm quyền Bắc Kinh lại trả ơn Hà Nội bằng cách cho tàu hải cảnh xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để đâm chìm tàu gỗ đánh cá của ngư dân. Và qua hành động này, chắc hẳn trên 90 triệu người dân Việt Nam đã nhận ra được ai là bạn, ai là thù và ai cần ủng hộ, ai không. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020, với bản tin vì sao nhiều người ủng hộ Tổng thống Donald Trump dừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.